Đây nè em này. Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì nhà mình đang ở ga Chiusojima. Khu này thì có cái gọi là làng làm rượu, khu làm rượu cổ. Một trong hai khu làm rượu cổ lớn nhất của Nhật Bản. Thì khu này nằm ở chỗ tỉnh Kyoto. Ui, đây này. À không, thì đây rất nhiều đấy. Thì đây đang nằm ở trên đường này. Cái ống khói đấy, làm rượu đấy. Đây là làm rượu sake ra kiếp đấy, rượu cổ, toàn nhà cổ. Bán rượu mà. Đây này, đấy, toàn thùng các khu này làm rượu thì. Quanh cái chỗ này thì toàn khu làm rượu. Ở đây có cả cái, gần đây có cả cái gì, cái Suntory đúng không? Bởi vì nước ấy ngon này, nước cái vùng này ngon. Người ta đặt chỗ làm rượu. Làm vào đấy bạn làm rượu mà lại mít lại đòi ăn đá bào thì hơi buồn mít ạ. Nên là đây nhiều quán nhậu. Ừ, quán nhậu và quán cổ không. Bảo tàng trên đây sao này. Bây giờ thì nhà mình sẽ đi vào khu bảo tàng. Thấy bảo trưng trong đây trưng bày những cái gọi là hiện vật cổ để làm rượu ngày xưa, từ xưa. Khu này cổ nhỉ. Anh nghĩ là cái này thì nó mới mới này. Các cái bom test rượu của bia. Thấp nhỉ, cửa thấp nhỉ. Ô chỗ này cũng gửi xe này. Mình không biết này. Mùi men rượu ấy. Bông. Đây này em ơi, như cái đây sao này. Đây 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 này. Thì đọc kìa, cái gì đây? Đây là khu gọi là gì nhỉ? Ui này, đồng đẹp không? Bảo tàng thì trưng bày rượu đó, trưng bày làm rượu đó. Cổ nhỉ, cái này cổ mà. Bốn rưỡi đóng cửa đấy, đi vào nhanh luôn này. Cổ nhỉ, đẹp hết. Không đây á? Đây, vừa đoán ra đây. Không biết nào có bán vé vào không, chắc có. Men rượu thơm đấy. Men rượu nhỉ. Thôi cái gì rượu mày thơm thôi. Thơm như thế. Đây người ta đến công dịch cũng đông này. Đây này, người ta đứng trước cái cửa cái bảo tàng này. Xe du lịch này. Mình không biết đánh xe đây. Miễn phí sao nhỉ? Ừ, nhưng mà chắc xe mình xe không được để đâu à. Thì dài ngoằng này này. Xe du lịch ấy. Xe du lịch thôi. Đúng rồi đấy, bảo tàng đấy, nhưng mà không biết mở cửa đâu đấy. Đây à? Đây này, đi vào đây em ơi. Vô trong cửa vào. Thích nhỉ, mua này được vé được vào cốc uống rượu cho người lớn và đây là coi để uống rượu.
uống rượu thử. Nhưng bố lái xe không uống. Để giới thiệu về cái này. Đồ này, đồ cổ này. Ủa em ơi, nó người ta làm bằng đồng hết đấy em ạ. Đẹp nhỉ. Bằng đồng hết đấy. Cái này, mấy cái này bằng đồng hết này. Cái này từ ngày xưa này. Ngày xưa người ta đã làm cái này. Thủ công đó, lấy gạo từ đây này, đấy, chuyển lên đây nấu. Ui này, thùng này. Đây là một trong hai chỗ làm lớn nhất của Nhật mà. Thì nó cũng đúng với cái vùng mà nước ngon nhất đấy. Đây xăm khu này có xăm tourist ở chỗ ôi đang để ví của anh đây chứ này, em cảm ơn ví của anh. Đây xe này, giờ giới thiệu 2 phút rồi đây. Chỗ này nhớ chỗ này không? Inari đấy. Cái chỗ mà anh chỉ có cái khung nhang, cái khói, cái ống khói vừa nãy. Ồ, lượng hoa quả đầy này. Kinh nhỉ, mít thấy người ta làm rượu kỳ công không? Cái hạt gạo nhá, nó phải bào đi 75%, 50%, 35% là chất lượng nó khác nhau này. Rượu. Ui. Như thế mít uống nào bao giờ mới hết được. Đây càng sông này này. Ôi đây em ơi, này, ở đây này, làm rượu, nhà máy. Cái nhà này không thay đổi mấy nhỉ? Ừ, chắc là chỉ có cái vỏ. Vẫn bảo tồn thôi, cái bảo tàng thôi. Không được ra nhỉ? Được mà. Thế kìa. Đấy, ẩn ra đúng không? Ẩn ra. Ô sự này. Ẩn ra. Ra đầy ra xem nào nào. Đẹp lắm. Có vườn thôi mà đúng không? Đây trong nước giếng nó riếc nhỉ? Đi vào thế nào? Đi vào trên cái bậc đá cơ. Nó gọi là thủ phủ rượu của Nhật đấy nhỉ. Kỳ công nhỉ, nhìn nó làm cái rượu mài hạt gạo bằng tay cũng mệt. 12 con giáp này, kia kia. Việt Nam ơi. Cái này sao có gì này? 12 con giáp này. Giống Việt Nam nhỉ? Giống con thỏ không có. Con thỏ không giống. Na. Na kìa. Con rắn đâu? Con rắn đâu? Rắn không có sao nhỉ? Ế, không có con rắn. Đây à?
rắn con thay rắn con gì bám vào ông này đây này, rồng rắn đây này. Sao không thấy ai ra đây nhỉ? Mình đi sao đây? À đây này, mấy cái bình rượu ở trên ảnh này. À, chính là cái ông khói mấy cái nhà đấy đấy đúng không? Nhưng mà cái là mặt trước của nó cơ. Trông nữa ra ngoài đường mới thấy. Ui. Ui dồi, người ta bọc người hết sắt em ạ. Sợ đổ. Cổ lắm. 380 năm nhỉ? Cái này chỉ giữ lại. Bây giờ nó có công nghệ hết rồi làm. Đây, nước đây này, na này. Nước đấy. Em ơi, nước này. Nước lấy từ đây ra này. Nước ngon. Một nước xịn nó mới nạ. Nước này lấy từ núi gì? Fukushima. Ở đâu? Một cái nguồn nước rất rất ngon đấy. Bây giờ người ta chuyển hết ra nhà máy rồi, nhà máy kia đúng không? Thùng to nhỉ? Chụp ảnh. Người ta sẽ ngửi vào mùi rượu không? Đây này, em ơi, chụp ảnh cái này đây này. Chụp ảnh lên đây này. Ngày 7 tháng 8 tháng 7. Đi. Lên ra đây uống nước rồi đấy. Bỏ cốc rồi. Đây là cái này rửa ấy. Rửa cái cốc chứ không rửa nước được. Uống thử nước. Đây là rượu thành phẩm rồi nhỉ. Thank you.
Gạo này là gạo mẫu thôi chứ đúng không? Đây là sau khi lên men. Đây là sau khi cho mẹ ấy vào cho men đấy, hấp lên xong cho men để khô đó. Được, cái con thì con men thì nó ăn ăn gạo rồi nó ăn gạo rồi nó nhả ra rượu. Đây từ gạo không đâu xay đúng không? 35% xay nhỏ ra như này ha. Thế là mỗi một loại này rượu nó khác nhau. 32%. 92%. Hay nhỉ? Kia kiểu như gạo mứt. Hay nhỉ? Mai gạo thành nhỏ này. Chỉ nhân ở giữa. Đúng. Đấy nhưng càng nhân ở giữa thì lại rượu càng ngon. Nhưng mà họ thường có phải là đầu tiên là người ta rửa này, xong người hấp này. Đây cái công đoạn rửa này là cái công đoạn làm mòn đi tê cả. Đấy có hai ông người đấy ông cứ mài mài tay này. Hấp gạo. Ừ, đúng không? 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 Người ta tính giờ mình xích được. À, mẹ uống rượu thử xem nào. Mẹ đi rượu giả, mẹ uống như không phải chứ. Không, uống rượu lên nhẹ 25 độ mà. Bố lái xe không được uống rồi. Ấn vào nút xanh xanh trên cho gần vào. Nhiều này chết à? Người người thơm không? Thơm. Ồ, đúng cái rượu mình hay uống à? Cái rượu mai rượu mình uống nên cho anh nghĩ nhẹ hơn này. Ôi, ngon lắm ý. À, tính như kiểu nếp luôn ý, em vui luôn ý, nó thơm cực kỳ, ngon cực. Đây này, là rượu gì đây này? Đây, nó là loại này đây này. À, hai khẩu giống nhau à? Ừ. Đấy, cái này đọc là Việt sự gì nhỉ? Bố nghe không rõ nhỉ? Tên của nó, Việt sự gì? Nghĩa. À, không biết là cho bố trà. Đọc nghe không nhớ. Đây là độ ngọt tăng à? Ngọt đây này. Đây này, cái này là độ alcohol này 14% này, 16. Cái em được uống là cái này đúng không? À, cái này 12%. Còn rượu bình thường nó chỉ là 14% thôi, à. 16%. Meron này. Ừ. Ôi, ngon cực kỳ luôn anh ạ. Thề luôn. Ngon lắm ấy. Cái này uống được thoải mái à? Có cả đá kìa. Uống hết cái này thì có. À. Mỗi lần tôi ăn từng đầy chén này. Cầm được các đi em ạ. Lần sau rủ ai đi nhỉ? À, đây này. Amai kia này, Amai chi này, rượu ngọt này. Là số 3 à? À, ở đây bán này có rượu, bán rượu cho này. Bán uống thêm. 4, 5, 6 là rượu ngọt.
Nhật uống rượu ác mà. Ngon lắm. Ngon cực ấy. Nhưng mà say lắm. Mình lái xe không uống được. Quá lưu niệm đó. Đây cái vườn ấy mẹ uống này. Medu mới cái ấy này. Đây cái ấy để ủ rượu. Men. Men à? Men ông thạch á. Jerry này. Ờ. Con na chưa gì đâu. Na đồ hồ. Đói uống rượu phê à? Cất hai chén chưa? Đẹp nhỉ, trông đẹp đấy. Không nào rủ mấy thanh niên là xuống đây uống rượu cũng thích mà. Nhỉ? Thanh niên vương ơi. Ờ. Chắc uống hết từng đấy xu. Mua thêm chứ, nó được mua thêm mà. Còn một cái chỗ ấy nó được mua thêm, mấy ông ra phòng mua thêm uống tiếp. Nhưng mà mỗi cái đấy thì chỉ được một cốc đấy thôi. Ừ. Úi giời, đây được 6 cái đúng không? Mỗi cái 3 cái 6 chén này uống lê tê phê phết đây này, vừa xong đây. Thế bảo có cái thuyền gì cổ mà. Thuyền cổ ở trong đấy á, bây giờ có. Đây, 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 đây. Sông này này. Chạy dọc cái khu này. Ngon thật đấy. Nhưng mà cũng nhiều nhạc nó chỉ vậy thôi mà cũng không hết. Đây này. Ui. Thế bảo con này cũng 600 hay 300 bao nhiêu năm. Đấy á. Con thuyền này cũng cổ giống như kiểu cái chỗ này. Thế à. Nhưng có vẻ hôm nay không được đẹp nhỉ. Cái này mà hoa anh đào mà đi thì thôi đấy. Bảo tàng. Đấy, nó chụp là ở đoạn này đấy. Đi chụp vào con này. Giờ thành bảo tàng hết rồi. Vì sao mà người ta hay đến đây bằng tàu? Bởi vì là đến đây để uống rượu. Và rất ít người lái xe. 6:30. Thì nó lại đóng cửa mà. Ai muốn đến đây một lần để uống rượu tại nguồn tại xưởng. Mỗi người được 3 ly. Ừ. 3 ly là 3 loại đấy. Phê phết. 3 cốc chứ còn 3 ly. Phê phết. Bia thì mỗi người chắc được 1 cốc à? Đâu, cô đài 20, 15 phút, 20 phút đi. À, ở đấy. Santori uống sao được nhỉ? Chứ uống làm sao mà sợ, nghĩ đến đã sợ. Vẫn nhỉ, rượu tư nhân nấu liên tục. Đây là cơ sở chính của ai đây này. Không tên này. うん、最。最。美味しかったな。うん。これも行こう。待ってる。最、食べ。なんか、かき氷って、なんかそういう。最後。